cho ra đời một chiếc túi Sam, đội ngũ sản xuất của Lecas sẽ tổ chức ít nhất một cuộc họp để lưu ý với các tổ trưởng những chỉnh sửa, những đặc thù của loại da dự kiến sẽ sản xuất để những người thợ điều chỉnh trong quá trình thi công, và tất nhiên cũng sẽ thống nhất lịch trả đơn hàng theo từng ngày để toàn xưởng Lecas có cột mốc, mục tiêu để hoàn thành nhiệm vụ. Lấy da nguyên liệu là khâu đầu truyền đòi hỏi độ chính xác cao. Với gần 1.000 mã da và rất nhiều phân loại màu sắc thì người thợ da cần rất cẩn thận và quan sát cả mặt trước, mặt sau để lấy được đúng loại da theo yêu cầu của lệnh sản xuất. Các cuộn da khi được bảo quản trong kho được cuộn thành từng bó nhỏ, sắp xếp theo màu sắc và đặc trưng của từng loại da. Những loại da đanh và bề mặt nhẵn mịn luôn phải để trên cùng để bề mặt da không bị gãy do đề nặng. Kho da luôn được duy trì ở nhiệt độ và độ ẩm ổn định dù là đông hay hè để những tấm da bò luôn được bảo quản theo đúng quy chuẩn chất lượng. Lecas sử dụng da tự nhiên sẽ có những vết sẹo được chấp nhận, nhưng có những vết sẹo bắt buộc phải loại bỏ khi sản xuất. Những vết sẹo đôi khi rất dễ nhìn thấy, nhưng cũng có những vết sẹo cần phải quan sát và dùng nghiệp vụ riêng để phát hiện. Việc kiểm tra đòi hỏi người thợ có kinh nghiệm, có một đôi mắt tinh tường và nắm rõ được tiêu chuẩn chất lượng của Lecas để cho phép hay loại bỏ những dấu vết chưa được hoàn hảo trên tấm da. Những vết sẹo sẽ được đánh dấu bằng bút nhũ để người thợ ở công đoạn sau sẽ dễ dàng phát hiện hơn. Lecas gọi giá trải da này là con ngựa. Giá treo này có tác dụng giúp các tấm da giảm bớt các nếp gấp cũng như giúp xưởng da gọn gàng hơn. Một chiếc túi Sam sẽ cần gần 50 chi tiết. Tương đương với bộ dao bế sẽ là từng đó con dao, chưa kể dao chặt cho bộ lót, chặt cho các vật liệu bồi, dựng. Mặc dù khâu QC đầu truyền đã kiểm tra tấm da, nhưng trước khi bấm máy để thao tác pha cắt những miếng da đầu tiên, người thợ pha cắt vẫn phải cần kiểm tra thêm một lần nữa. Đây là khâu kiểm tra da lần thứ 2 trong toàn bộ truyền sản xuất. Khi người thợ ấn nút start đầu tiên là khi đó Sam đã bắt đầu xuống truyền. Sau khi các tấm da đã hoàn thành công đoạn pha cắt, người thợ sắp xếp gọn gàng. Đây là bước kiểm tra nguyên liệu lần thứ 3 trong quy trình sản xuất túi sách của Lecas. Chiếc cờ là cách mà bộ phận báo hiệu. Đây là một cách giao tiếp do người thợ da nghĩ ra, tuy đơn giản nhưng lại rất hiệu quả. Chị em mình muốn da rẻ mịn màng thì cần dùng filter, còn các tấm da muốn trở nên phẳng phiu thì cần 1 đến 2 lần trải qua các bước là và sau đó sẽ được mài rũa cho các mép gấp được tinh tế và sắc nét. Da thật có độ bai giãn, đồng thời không thể lành trở lại nếu lỡ bị thủng dù chỉ là bởi một lỗ kim, vậy nên khâu bồi dán, dựng để sao cho chiếc túi được định hình theo đúng form dáng trước khi đưa vào máy may là khâu bắt buộc phải làm trong mọi khâu sản xuất của đồ da thật. Bên cạnh đường may thì công đoạn sơn là công đoạn rất quan trọng để đánh giá sự tinh tế và trau chuốt của sản phẩm. Tùy từng loại da, thời tiết cũng như từng chi tiết mà công đoạn này người thợ cần phải lặp lại công đoạn 3 bước, đánh sơn, phơi khô, đánh nhám từ 4 đến 7 lần. Hãy cùng Lecas phỏng vấn người thợ sơn để biết thêm thông tin nhé! 4 nước sơn thân. Thời tiết. Không chỉ chú trọng hoàn thiện vẻ bên ngoài, vải lót được Lecas sử dụng cũng được lựa chọn từ những tấm vải có độ phù hợp nhất về độ dày, độ đanh để đảm bảo trong ngoài đều đẹp. Ngoài ra, loại vải poly này sẽ giúp giảm bám bẩn, giảm thấm, giúp quá trình vệ sinh lót túi trong quá trình sử dụng sẽ được dễ dàng hơn. Mặc dù ngày nay có rất nhiều cách để có thể đánh dấu thương hiệu lên trên sản phẩm, nhưng logo in nhiệt bằng khuôn đồng truyền thống luôn mang lại cho đồ da một nét cổ điển thanh lịch. Để đảm bảo đường logo sắc nét và chính xác, mọi khâu của thợ da Lecas cần có dưỡng định hình. Và công đoạn in này cũng vậy, một mảnh ni lông nhỏ sẽ giúp cho đường in được nây nhưng vẫn sắc nét và có độ bóng nhẹ. Tiếp tục quy trình là công đoạn đục lỗ và gắn đinh đáy, sau đó di chuyển qua máy đóng đinh để tăng phần chắc chắn. Các bước được các thợ thực hiện rất nhanh, đều tay và chuyên nghiệp. Tổ may đã sẵn sàng để chuẩn bị công đoạn may hoàn thiện. Những loại máy may sử dụng may túi xách có những đặc trưng riêng, phù hợp để có thể luồn lách vào những khu vực khuất, nhỏ và khó của từng chiếc túi. Sam là một sản phẩm cần sử dụng đến cả 3 loại máy may, máy bàn, máy trụ và máy ống. Những công đoạn may máy bàn, người thợ có thể chỉnh ở tốc độ may nhanh nhất. Gõ định hình, dán mép túi, lộn ngược và đóng pát quai gần như là các bước hoàn thiện cuối cùng. Người thợ da phải đo đúng khoảng cách để dán pát quai, sau đó đi keo bằng vịt keo. Cuối cùng là dán cẩn thận để chuyển đến công đoạn may quai bằng máy may chân trụ đứng. Đôi khi cần nhích từng mũi kim, mũi chỉ. Lấy keo, xóa nhũ, đốt chỉ là những khâu làm đẹp cuối cùng của Sam. Đốt chỉ quá tay sẽ làm đứt mũi, dùng hóa chất xóa nhũ không đúng hướng dẫn dẫn đến bạc màu hay lấy keo làm chảy sơn da cũng là những rủi ro của khâu hoàn thiện sản phẩm này. Những sai sót của bộ phận hoàn thiện có thể sẽ khiến một chiếc túi phải tháo ra để làm lại hoặc thay thế, nên bất cứ khâu sản xuất nào, người thợ cần luôn có sự tỉ mỉ, khéo léo và hiểu biết để các công đoạn được thực hiện theo đúng quy trình hướng dẫn. QC thành phẩm là khâu có thể phát hiện ra những sai sót đau tim cho cả chuyến sản xuất. Trong quá trình sản xuất, cán bộ QC đã kiểm tra từng công đoạn, nhưng ở công đoạn kiểm tra thành phẩm vẫn có thể phát hiện ra những lỗi khiến chiếc túi không thể được ra đời. Nếu bề mặt tấm da và đường may sơn đạt chuẩn thì chỉ cần sau vài bước kiểm tra phụ kiện như móc quai, dán bảo vệ, nhồi form theo đúng dáng là Sam đã sẵn sàng gửi tới các khách hàng thân yêu.